chào quý bạn, chào mừng quý bạn trở lại kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Hiện tại thì phóng viên của Sắc Màu Cuộc Sống đang có mặt tại ga Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây các bạn nhìn thấy đây là biển chào của cổng ga Long Biên. Ga Long Biên này là một đầu cầu của cây cầu Đuống. Đây các bạn thấy đây là đường sắt và núi rẽ vào ga Long Biên đây. Khi tàu sẽ rẽ vào đây thì hành khách sẽ lên và xuống ga để di chuyển vào thành phố Hà Nội. Thì ga Long Biên này là một ga vô cùng quan trọng để trung chuyển hàng hóa chợ đầu mối chợ Long Biên Hà Nội với hàng hóa nhu yếu phẩm về lương thực thực phẩm và các đồ thiết yếu sinh hoạt hàng ngày và cũng là một ga để trung chuyển khách hàng hành khách các khách du lịch cũng như là mọi người tham gia giao thông mỗi khi đến Hà Nội. Đây là đoạn đường dốc nối xuống đường Trần Nhật Duật tại trước cửa ga Long Biên. Đây là một đường bao nối rẽ xuống chân cầu. Đây các bạn thấy hai bên thành đường dẫn xuống chân cầu, nhà cửa hán san sát. Đây là tường rào khu vực lối vào ga Long Biên. Đây là đầu cầu của cầu Đuống. Các bạn thấy mọi người cầu Đuống hiện tại thì chỉ dành cho các phương tiện tham gia giao thông là gồm xe đạp, xe máy và các xe thô sơ là chủ yếu. Đông người, các xe máy di chuyển qua cầu. Đây là đoạn núi rẽ vào núi xuống chân cầu Long Biên tại điểm giao với đường Trần Nhật Duật phía bên nội thành Hà Nội các bạn. Đi ngược chiều. Đây là một tòa nhà làm hàng cà phê bên trên và rất nhiều các phóng viên đã lên trên tòa nhà này để uống cà phê và tạo nên được những tác phẩm nhiếp ảnh rất là đẹp ở khai thác cây cầu Long Biên này. Đây, những hình ảnh của cầu Long Biên đã được các nhiếp ảnh gia khai thác và tạo được rất nhiều tác phẩm đẹp khi đứng trên nóc của tòa nhà này. Một điểm hẹn cà phê quen thuộc của các nhiếp ảnh gia khi khai thác những cái vẻ đẹp của cầu Long Biên. Các phương tiện tham gia giao thông trên cầu chỉ là các xe máy và xe đạp thôi. Đây một anh dắt cháu đi dạo vào buổi chiều, bốn chú chó rất đáng yêu.
thời tiết bây giờ đã sang đầu đông rồi. Hôm nay là có vào mùa đông bắc về, cho nên là đã nhiều người mặc áo khoác, phải mặc áo khoác để chống rét khi tham gia giao thông trên đường. Một chớm đầu đông đã đến. Tàu đã về ga rồi các bạn. Rất hay là phóng viên có mặt tại đây thì có một đoàn tàu về ga đang dừng lại kia. Hết đi chúng ta đăng viên hiện các lộ trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video, chia sẻ những hình ảnh về ga Long Biên cũng như là đoạn đầu cầu Long Biên chỗ ra với đường rẽ xuống từ cầu Long Biên rẽ xuống đường Trần Nhật Duật và các phương tiện tham gia giao thông di chuyển qua cầu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video chia sẻ tiếp theo.